Nếu có 2 triệu đồng trong tay thì các bạn sẽ lựa chọn smartphone nào? Mình tin rằng nhiều bạn sinh viên hay những ai đang không quá dư giả về kinh tế sẽ lựa chọn ngay Zenfone 4 hay một số thương hiệu mới như Wiko, Philips. LG LT3 đã trở lại trong phân khúc giá từ 2 đến 3 triệu và dường như không có đối thủ. Vậy dưới 2 triệu sẽ là sự lựa chọn nào? Câu trả lời sẽ đến với các bạn trong video này. Sự trở lại của Vega Racer 2 hay còn gọi là Sky A830, huyền thoại một thời của Pantech mà chắc chắn nhiều bạn đã rất quen thuộc. Sky A830 hình thức 99% đẹp như mới đang được bán ở Diệu Thông Minh với giá chỉ 1.990.000. Với mức giá này thì chắc chắn Sky A830 sẽ thách thức mọi sản phẩm khác trong cùng tầm giá. Yếu tố đầu tiên không thể không kể đến chính là về cấu hình. Ra mắt cách đây hơn 2 năm, Sky A830 cùng với LG LT2 là những thiết bị đang làm mưa làm gió trên thị trường với mức giá lên tới gần 9 triệu. Ở thời điểm đó thì Sky A830 được coi là một siêu phẩm hàng đầu với cấu hình đáng mong ước. RAM 1GB, chip S42x, 1.5GHz, GPU Adreno 225 và đặc biệt bộ nhớ trong lên tới 16GB, vẫn có thể nâng cấp qua thẻ nhớ ngoài. Mặc dù hiện tại rất nhiều siêu phẩm cấu hình khủng đã được ra mắt, nhưng phải nói rằng Sky A830 vẫn chưa bao giờ là lỗi thời. Cấu hình của sản phẩm này gần như tương đương với LG LTA3, điểm AnTuTu benchmark của nó rơi vào khoảng hơn 18.000 điểm. Việc sử dụng chip Qualcomm và bộ nhớ trong cực lớn là điểm cộng tuyệt vời nếu so với những thiết bị giá rẻ gần đây. Thông thường, tầm giá này chúng ta sẽ chỉ tìm được những sản phẩm có RAM chỉ 512, một số ít được trang bị RAM 1GB, bộ nhớ trong thì khá ít, chỉ khoảng từ 4-8GB và thông thường sẽ được sử dụng con chip MediaTek để có chi phí thấp nhất. Với Sky A830 thì việc chơi game nặng đồ họa đỉnh cao không phải là điều quá khó khăn. Những tựa game đua xe hay đi cảnh 3D thì máy đều có thể chơi mượt mà. Yếu tố thứ hai, Sky A830 lấn át hoàn toàn so với những sản phẩm trong cùng tầm giá, đó chính là về màn hình hiển thị. Mặc dù đã ra mắt 2 năm, nhưng ở thời điểm đó thì Sky A830 đã được trang bị màn hình với kích thước khủng 4.8 inch, độ phân giải HD sắc nét với mật độ điểm ảnh khá cao. Ngoài ra, nó còn được trang bị tấm nền IPS cho độ sáng rất tốt và một góc nhìn gần như là tuyệt đối mà hầu như những sản phẩm khác trong tầm giá 2 triệu không thể làm được. Các hãng thường chỉ trang bị cho những sản phẩm này tấm nền TFT với góc nhìn kém, độ phân giải thấp và hình ảnh bị vỡ hạt. Điểm mạnh trên màn hình của Sky A830 chính là việc hiển thị vô cùng trung thực và trong trẻo. Đây luôn là điểm mạnh trên những dòng sản phẩm Pantech. Như vậy thì khi xem phim, giải trí cũng như chơi game với một màn hình lớn, sắc nét đương nhiên sẽ thích hơn rất nhiều. Tiếp theo, một số bạn có thể không quan tâm nhiều đến việc thiết kế mà chỉ quan tâm đến cấu hình của sản phẩm. Tuy nhiên thì A830 vẫn sở hữu một thiết kế ấn tượng và thời trang với nắp lưng được làm từ chất liệu nhựa pha sứ tổng hợp, không dễ gì bị nứt vỡ sau một thời gian sử dụng. Máy có thiết kế mỏng, màn hình lớn, phiên bản màu trắng rất phù hợp với những bạn nữ. Phần viền máy được làm giả kim loại sáng bóng tạo điểm nhấn khá đẹp trên sản phẩm này. Sky A830 được trang bị camera chính lên tới 8 megapixel hỗ trợ đèn flash trợ sáng và camera phụ là 2 megapixel. Trong khi đó, những sản phẩm giá rẻ khác thông thường chỉ được trang bị camera 5 megapixel. Mặc dù có nhược điểm là tốc độ bắt nét hơi chậm, nhưng ảnh cho ra trên Sky A830 vẫn có độ chi tiết cao và chất lượng ở mức khá tốt trong điều kiện đủ ánh sáng. Mình đánh giá camera của A830 vẫn ở mức đủ dùng và có thể đáp ứng tốt những nhu cầu chụp ảnh cơ bản của các bạn. Và cuối cùng, nhắc đến Sky A830 thì chúng ta không thể không nhắc tới những tính năng độc đáo đã làm nên thương hiệu của Pantech như phẩy tay chuyển ảnh, chuyển nhạc, nhận cuộc gọi hay chụp ảnh chỉ cần ra lệnh giọng nói và còn rất nhiều tính năng đặc biệt khác cho chúng ta khám phá. Như vậy, chỉ với 2 triệu đồng, Sky A830 đang là một smartphone ngon bổ rẻ nhất cho các bạn sinh viên. Siêu phẩm một thời, cấu hình khủng, màn hình đẹp, nhiều tính năng nhưng có giá vô cùng rẻ. Còn theo các bạn, sản phẩm nào đáng mua nhất với tầm giá khoảng 2 triệu đồng trở xuống? Mời các bạn để lại nhận xét ở phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.